Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách nấu canh ngao nhé, rất là ngon mà lại cực kỳ đơn giản đấy. Canh ngao thì vừa ngon lại vừa có thể là giúp chúng ta chữa được rất là nhiều bệnh tật và phòng trừ được nhiều bệnh tật tật thế nên khi ăn cái canh này ấy, chúng ta nên bổ sung thường xuyên. Như hôm nay mình nấu thì rất là đơn giản thôi, mình ngâm ngao cho nó sạch bằng cách là ngâm với nước ấm hoặc là nước vo gạo vài tiếng, sau đó mình rửa sạch ngao và luộc ngao với một chút muối, sau đó gỡ lấy thịt ra và rửa sạch lại, và cái nước luộc ngao thì chúng ta để một lúc cho nắng, sau đó chúng ta chỉ lấy cái nước trong thôi, còn cái nước luộc cặn dưới thì chúng ta đổ đi. Và khi nấu ngao thì chúng ta cho một ít hành tím vào, chúng ta xào ít dầu ăn, cho cà chua và chúng ta xào cùng, cho ngao vào xào cùng lên nếm gia vị và cho dứa vào. Rồi khi mà nấu nó sôi lên thì mình cho dọc mùng thì chúng ta làm sạch và chúng ta bóp sạch đi cho nó hết nhớt, bóp với muối đã hết nhựa và hết ngứa với muối, sau đó chúng ta rửa sạch cái hết cái vị mặn, và trước khi mà canh nó sôi lên thì mình cho vào và đun một lúc để cho nó sủi kỹ, rồi cho thêm hành lá, cho mùi và nêm nếm lại gia vị mắm muối bột ngọt hạt lên, rồi tắt bếp là được, vì khi mình luộc ngao mình đã cho chút muối rồi, thế nên không cần phải cho nhiều gia vị. Vì sao ăn canh ngao lại ngon và tốt như vậy và mình lại muốn chia sẻ? Vì trong ngao nó chứa rất là nhiều dưỡng chất nên khi mà ăn vào thì chúng ta có thể ngăn ngừa được bệnh thiếu máu, ngăn ngừa bệnh Alzheimer, chống bệnh viêm khớp, tăng cường hệ miễn dịch, giúp điều tiết nồng độ đường trong máu, giúp răng lợi khỏe mạnh, tốt cho tuyến giáp và giàu chất lipoflavin. Thế nên đấy là cái công dụng của ngao nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.